Rồi, mình đã thực hiện xong cái việc là độ mật khẩu đúng không? Nhưng mà cái độ mật khẩu mình sẽ có một cái bug nó như thế này, mình sẽ có một cái vấn đề như thế này. Ví dụ như giả sử như người dùng đang đổ cái mật khẩu đúng không? Nhưng mà người dùng sao? Vô tình click ra ngoài cái dialog này, click qua thì sao? Thì ngay lập tức là cái dialog này nó sẽ bị mất đi ha. Vậy thì bây giờ mình có thể là xử lý một xíu ở đây, có nghĩa là gì? Mình sẽ không cho người dùng click ra khỏi ngoài cái dialog này trừ khi nào mà người dùng nhấn nút hủy ha. Vậy thì ở đây mình sẽ set thêm một số cái ha. Ví dụ như là ở trong thằng thằng alert dialog chấm show này nè, trước khi mà mình show thì mình sẽ set thêm một cái thuộc tính nữa, đó là set cancelable ha. Mình sẽ set cancelable này là false. Đấy, mình sẽ set thêm cái thuộc tính cancelable ha. Thì khi mà các bạn chạy lên ha, các bạn chạy lên lại cái dialog này, mình nhập vô nha. Rồi ok, đây. Đó, thì khi mà click ra ngoài thì mình sẽ click không được. Click không được nữa ha. Rồi, tiếp theo, cái vấn đề tiếp theo là gì? Bây giờ giả sử như là gì? Ở đây mình sẽ có một số cái bước mà mình check đúng không? Ví dụ như là check mật khẩu không đúng nè, rồi check mật khẩu mà ví dụ như là người dùng nhập mà nó làm sao? Nó xử lý mà ví dụ như là người dùng nhập cái new pass với lại renew pass nó sai đúng không? Thì ngay lập tức là gì? Cái dialog này nó sẽ bị dismiss nó sẽ mất luôn. Đây ha, ví dụ như ở đây mình nhập ABC111 nè. Rồi ok, mình nhập một cái mật khẩu, mình nhập lại một cái mật khẩu đúng không? Rồi mình nhấn cập nhật. Đấy, thì nó sẽ hiển thị ra nhập mật khẩu không trùng. Rồi vậy thì bây giờ nếu như mà người dùng muốn nhập lại thì sao? Thì người dùng phải bắt buộc là phải vô trong này rồi nhấn lại cái mật khẩu đúng không? Nó rất là bất tiện ha. Vậy thì bây giờ mình có thể nào mà mình làm một cái cách là gì? Mình chỉ có một cái trường hợp duy nhất là nó đóng khi mà nó nhấn cái nút cập nhật này, có nghĩa là gì? Khi mà nó cập nhật thành công thôi. Ha, cập nhật thành công thì nó mới đóng được cái nút này. Còn lại thì sao? Còn lại là nó vẫn giữ nguyên cái dialog này cho mình. Ha, vậy thì ở đây mình sẽ xử lý như sau nè. Rồi, thay vì là mình sẽ xử lý sự kiện ngay trực tiếp ở trong cái builder chấm set negative button hoặc là set positive button như trước giờ mình làm đúng không? Vậy thì bây giờ mình sẽ xử lý như sau nha. Rồi, đầu tiên là mình sẽ copy cái đoạn code mà nãy giờ mình thực hiện ở trong cái thằng builder chấm set negative button mình copy nó ra. Rồi ok. Rồi sau khi mà mình copy cái đoạn code ở trong cái thằng negative button ra thì mình sẽ làm như sau ha. Đây, mình sẽ không có sử dụng cái thằng này nữa. Không sử dụng thằng này nữa nha. Thì mình sẽ gọi như sau này. Gọi alert dialog chấm get button ha. Rồi ở trong này mình sẽ gọi một cái thằng alert dialog chấm negative negative button. Đấy. Và sau đó là gì? Mình sẽ chấm cái sự kiện set on click, có nghĩa là gì? Mình sẽ gọi cái sự kiện set on click ở bên ngoài, mình sẽ không sử dụng cái builder để mình có thể xử lý cái sự kiện ha. Và sau đó là gì? Các bạn sẽ bắt cái đoạn code mà nãy giờ mình sẽ thực hiện cái việc mà mình cập nhật mật khẩu ở đây ha. Và ở trên này các bạn hoàn toàn có thể viết gọn lại ha, các bạn không có cần phải gọi những cái thằng này ra để làm gì. Mình có thể viết gọn lại như sau này. Thay vì là mình gọi như thế này thì mình sẽ ở trên này chỗ builder này này các bạn ha, mình sẽ chấm nó ra thôi. Đây ha, mình sẽ chấm set cái negative đó là cái nút cập nhật đúng không? Nó cập nhật rồi, sự kiện click này mình để nó là null rồi, và mình sẽ set thêm cái thằng là positive là cái nút hủy rồi, ok, để cho nó là null đó. Các bạn có thể hoàn toàn set như thế này ha, để mình có thể hiển thị ra được cái chữ cập nhật với lại chữ hủy và sự kiện click thì mình sẽ click bằng cách là gọi sự kiện click riêng rồi khi mà các bạn chạy lên này các bạn chạy lên nha. Rồi đây, nhấn đăng nhập ok, đăng nhập là mật khẩu nè. Rồi đổ mật khẩu đúng không? Rồi bây giờ mình test lại thử nha. Ví dụ như nếu như mà mình nhập mật khẩu sai, mật khẩu cũ mà bị sai, rồi mình nhập mật khẩu mới nha. Rồi nhập mật khẩu mới này. Rồi ok, nhấn cập nhật này. Đấy, nó ghi thất bại đúng không? Nhưng mà nó vẫn hiển thị lại cái dialog. Rồi sau đó là gì? Mình nhập mật khẩu cũ đúng đúng không? Nhập mật khẩu cũ đúng nha. Rồi và nhập mật khẩu mới và nhập lại mật khẩu mới nó bị sai. Bị sai ha. Rồi nhấn cập nhật. Đấy, nó ghi là cập nhật không trùng nhau. Rồi sau đó là gì? Mình nhập đúng hết này thì mình nhấn cập nhật. Đó, thì ngay lập tức là gì? Cập nhật mật khẩu thành công và nó sẽ hiển thị lại cái phần đăng nhập của mình. Đấy ha, cái phần đăng nhập của mình nha. Rồi, đó, mình sẽ đăng nhập lại này. Đó, nhấn đăng nhập. Rồi ok. Nhấn đổi mật khẩu và nhấn nút hủy. Đó, ok ha. Đó, đó là cái cách mà mình có thể là xử lý thêm cái
cái dialogue đổi mật khẩu này, và các bạn sẽ làm tương tự cho cái thằng thêm phiếu mượn. Thêm phiếu mượn mình cũng có thể xử lý như cái thằng đổi mật khẩu này. Rồi, nó sẽ có thêm một cái nữa, đó là gì? Ở đây, các bạn thấy là ở đây nè, khi mà mình check ở đây nha, mình check ở đây là mình chỉ có điều kiện là true false thôi. True thì mình sao? Mình đổi mật khẩu thành công. False thì mình sẽ để nó là thất bại. Nhưng mà cái true false ở đây, cái lúc check true false ở đây nè, mình sẽ có nhiều trường hợp ở trong này, đúng không? Đây, các bạn thấy nè. Lúc mà nó không tìm thấy thì nó cũng vẫn trả về false. Rồi, lúc mà sao? Lúc mà nó cập nhật không thành công thì nó cũng là trả về false, đúng không? Rồi, vậy thì bây giờ mình có thể là gì? Mình có thể là xử lý bằng cách là gì? Mình thay vì là mình return về true false thì mình có thể là return về một cái giá trị nào đó để mình có thể check được nhiều cái giá trị hơn. Ví dụ như là gì? Nếu như mà nó trả về -1 có nghĩa là cập nhật không thành công, thì ví dụ như là mình trả về cho nó là -1 chẳng hạn, trả về một cái số là -1. Rồi sau đó nếu như mà cập nhật thành công thì mình sẽ trả về cho nó là số 1. Còn nếu như mà nó không tìm thấy thì mình sẽ trả về là nó là số 0. Chẳng hạn ha, để mình có thể check và mình sẽ có thể tót lên được đúng cái lỗi mà người dùng nó đang bị lỗi ha. Rồi vậy thì ở đây mình có thể sửa lại một xíu ha. Đây, mình có thể là in cập nhật ha. Rồi nếu như mà cập nhật không thành công, có nghĩa là check -1 thì mình sẽ trả về nó là chữ -1 luôn. Rồi nếu như cập nhật thành công thì mình sẽ trả về nó là số 1. Còn nếu như mà không tìm thấy mình sẽ trả về nó là số 0. Đó, mình có thể tùy biến ha. Một cái chức năng mà mình có thể tùy biến được nhiều cái cách để mình làm ha. Rồi, và khi mà mình return về như vậy thì ngay ở trong thằng activity này mình sẽ là inject, đúng không? Mình sẽ là inject thay vì là thằng bool check. Rồi, vậy thì ở đây mình sẽ check như sau này. Nếu như mà cái này mà nó bằng 1 thì có nghĩa là gì? Nó cập nhật thành công, đúng không? Cập nhật thành công ha. Rồi, ở đây mình sẽ LF một miếng nữa ha, hoặc là các bạn có thể sử dụng squid case cũng được. Rồi ở đây mình LF đi. LF nếu như là gì? Check này mà nó bằng 0 thì mình sẽ tót lên cái thằng gì? Đây, nếu như mà nó bằng 0 thì nó sẽ là không tìm thấy, không tìm thấy cái mật khẩu, không tìm thấy cái người dùng đó, hoặc là các bạn nhập sai, sai cái gì? Sai cái mật khẩu cũ. Sai mật khẩu cũ, đúng không? Rồi ok, vậy thì ở đây mình sẽ tót lên ha, là mật khẩu cũ không đúng. Mật khẩu cũ không đúng. Đó, rồi ngược lại có nghĩa là gì? Cái này là nó bằng -1, đúng không? -1 thì mình sẽ hiển thị ra là gì? Cập nhật mật khẩu thất bại. Cập nhật mật khẩu thất bại. Đấy ha. Đó là cái cách mà mình có thể là xử lý thêm những cái thằng này. Rồi ok, chạy lại thử nè. Đây là thử ha. Rồi ok, nhập lại mật khẩu ABC, nhập vô. Rồi đây, ví dụ như là gì? Mình nhập mật khẩu hiện tại của nó là ABC, đúng không? Mình nhập nó là ABCD, đúng không? Rồi mình nhập cái số này số 1 này. Rồi nhấn cập nhật. Đấy, nó ra là mật khẩu cũ không đúng, đúng không? Bây giờ mình nhập đúng mật khẩu cũ là nó là ABC. Rồi mình nhập ABC123, đúng không? Rồi ABC1234. Rồi nhấn cập nhật. Đó, mật khẩu không trùng với nhau ha. Mình nhập đúng này, cập nhật. Đấy, cập nhật mật khẩu thành công thì nó sẽ quay về cái trang đăng nhập ha. Rồi hoặc là các bạn sao, các bạn có thể check thêm một miếng nữa, đó là gì? Bây giờ ví dụ như là người dùng sao, người dùng không có nhập ở đây, đúng không? Không có nhập ở đây thì mình sẽ show lên là gì? Người dùng phải nhập đầy đủ thông tin. Đấy ha. Rồi vậy thì ở đây mình có thể check thêm một miếng nữa ha, ở đây ha. Đây, if nếu như mà obat chấm equal với cái thằng này, hoặc là gì, new path ha, chấm equal với cái thằng rỗng, hoặc là renew path chấm equal với cái thằng rỗng, thì sao? Thì mình sẽ toss lên là nhập đầy đủ thông tin, nhập đầy đủ thông tin. Rồi còn ngược lại thì sao? Ngược lại thì mình sẽ mới thực hiện cái công việc này. Đấy, mình sẽ thực hiện cái công việc này nha. Rồi để lên cái L của mình. Đấy ha, các bạn có thể check thêm cái điều kiện là gì khi mà người dùng không có nhập đầy đủ thông tin. Đó, thì khi mà các bạn chạy lại nè. Lại ha. Rồi, ok. Đổi mật khẩu này, nhấn cập nhật. Đấy, nhập đầy đủ thông tin. Rồi, mình nhập vô sau thì nó bắt đầu là gì? Nó check những cái thành phần ở phía dưới ha.